Thưa quý vị, với sự nỗ lực vượt bậc, Tây Ninh đã đầu tư xây dựng nhiều công trình hạ tầng cơ sở. Các công trình trọng điểm đã tạo động lực cho Tây Ninh phát triển kinh tế. Nổi bật nhất phải kể đến các công trình giao thông, các công trình ở lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ thương mại. Nhân dân Tây Ninh đón xuân Nhâm Dần với nhiều kỳ vọng, niềm tin vào sự phát triển. Những công trình trọng điểm của tỉnh đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong mùa xuân này như một món quà đầu xuân nhiều ý nghĩa đối với người dân Tây Ninh. Đó là cầu An Hòa, nối các xã Cánh Tây với trung tâm thị xã Trảng Bàng. Trước đây, người dân hai xã Phước Bình và Phước Chỉ qua lại sông Vàm Cỏ Đông phải chờ phà và gặp nhiều khó khăn trong vận chuyển nông sản, hàng hóa trong vùng. Cầu An Hòa đã giải quyết được vấn đề này và cũng là cái cầu thứ bảy bắc qua sông Vàm Cỏ Đông, nối liền các xã nông thôn và thành thị. Cầu này của bà con Phước Chỉ, Bình Thạnh nó chờ đợi rất là lâu rồi. Lâu nay thì em đi làm thì em đi đường phà, còn nay có cầu em đi làm rất là vui. Thời gian thì không có chờ phà, thì đi đường cầu thì thời gian rút ngắn lại, đi cũng rất là vui chị. Có cầu đi thuận tiện nữa, mừng, rất là mừng luôn. Được đảng nhà nước quan tâm đầu tư một cái dự án lớn là cầu An Hòa. Đây là cái niềm vui lớn lao của bà con hai xã. Cầu An Hòa thì nó kết nối được phát triển về kinh tế, về vận chuyển hàng hóa, mua bán trao đổi hàng hóa giữa thị xã Trảng Bàng và cái hai xã Cánh Tây của Phước Chỉ, về phát triển được cái chợ của Phước Bình. Cái cầu An Hòa nó cũng rút ngắn được cái thời gian về thị xã, không còn xa nữa, chỉ còn có khoảng 15 phút là tới thị xã. Không chỉ kéo gần lại khoảng cách giữa nông thôn với thành thị, mà Tây Ninh còn đầu tư rất nhiều tuyến đường để đáp ứng yêu cầu đi lại, phục vụ cho việc khai thác tiềm năng phát triển du lịch. Hàng loạt tuyến đường được xây mới, nâng cấp, mở rộng trong nhiều năm qua là một minh chứng. Đường Trần Phú dài hơn 6,7 km đoạn từ cửa số 7 nội ô Tòa Thánh đến quốc lộ 22B đã hoàn thành và đưa vào sử dụng ngay trong những ngày cuối năm Tân Sửu, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của thị xã Hòa Thành. Đây là một trong những tuyến đường quan trọng trên địa bàn thị xã Hòa Thành, kết nối với các trục đường chính của tỉnh như quốc lộ 22B, đường Điện Biên Phủ, đường Bờ Lời, tạo thuận lợi cho người dân trong tỉnh và du khách đi khu du lịch Núi Bà Đen, thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh, tạo động lực phát triển mạnh các loại hình dịch vụ thương mại trên địa bàn tuyến đường đi qua. Theo các chuyên gia kinh tế nhận định, Tây Ninh đang khai thác được những tiềm năng thế mạnh vốn có của tỉnh khi hàng loạt các công trình trọng điểm trên các lĩnh vực được đưa vào sử dụng và tiếp tục triển khai mới. Đường nội tỉnh, các tuyến đường kết nối Tây Ninh với các tỉnh trong khu vực ngày càng nhiều hơn. Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, cao tốc Gò Dầu Sa Mát mở ra nhiều cơ hội cho Tây Ninh phát triển. Còn đây là công trình kênh vượt sông Vàm Cỏ Đông đi qua huyện Châu Thành, hiện đang được xây dựng. Do vị trí địa lý nên hai huyện Bến Cầu và Châu Thành không được hưởng lợi từ nguồn nước của lòng hồ Dầu Tiếng. Công trình kênh vượt sông Vàm Cỏ Đông sẽ đưa nước từ hồ Dầu Tiếng Phước Hòa về tưới cho 17.000 hecta đất nông nghiệp ở huyện Bến Cầu và huyện Châu Thành. Bên cạnh đó, nguồn nước từ kênh vượt sông sẽ cung cấp nước sinh hoạt cho đô thị phía tây sông Vàm Cỏ 12 mét khối một giây. Như vậy, cùng với lòng hồ Dầu Tiếng, kênh vượt sông Vàm Cỏ Đông, Tây Ninh có hai công trình thủy nông lớn nhất nước. Tổng mức đầu tư kênh vượt sông Vàm Cỏ Đông gần 1.200 tỷ đồng, vốn trung ương hỗ trợ 2/3, 1/3 là vốn ngân sách tỉnh, dự kiến hoàn thành trong năm 2022. Với mức đầu tư như vậy thì 1 hecta mà chúng ta xây dựng một tưới như vậy thì chúng ta tốn khoảng 70-80 triệu thôi là chúng ta đã tưới cho 1 hecta, với một cái tính hiệu quả rất là cao. Chưa kể rằng là chúng ta cung cấp nước cho sinh hoạt và đô thị, tạo ra một cái bước đột phá về phát triển ở bên bờ tây sông Vàm Cỏ. Đặc biệt là đại đô thị công nghiệp Mộc Bài sắp tới nếu được triển khai thì chắc chắn rằng sẽ phụ thuộc rất lớn vào cái nguồn nước cho chúng tôi cung cấp. Thì tôi nghĩ rằng đây là một trong những công trình trọng điểm mà chúng ta đã được gần bước tới hoàn thành trong năm vừa qua và hứa hẹn một cái thay đổi mang tính đột phá cho nông nghiệp tỉnh Tây Ninh. Không khó để nhận thấy, hệ thống kết cấu hạ tầng của Tây Ninh đã có bước phát triển đáng kể. Các công trình hạ tầng đô thị được đầu tư đã góp phần mở rộng không gian đô thị, phát triển kinh tế xã hội, mở ra cơ hội thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong các lĩnh vực. Xuân về, những công trình trọng điểm như một gam màu sáng trong bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh. Chúng ta kỳ vọng về một năm kinh tế tăng trưởng mạnh hơn khi có thêm những động lực mới.